đầy cảm hứng và lãng mạn, sục sôi và máu lửa. Giản dị và triết lý. 25 năm họ tích lũy nên một sự nghiệp âm nhạc đáng ngợi ca. Họ tạo ra sức hút và lan tỏa đến hàng triệu khán giả. 25 năm cống hiến miệt mài cho rock Việt, âm nhạc của bức tượng và hình tượng Trần Lập trở thành nguồn cảm hứng, thành phần ký ức của trẻ sôi nổi, của nhiều thế hệ người yêu mến. Hà Nội, năm 1995, cuộc sống chậm rãi trong những khó khăn bộn bề. Người Hà Nội dẫu thanh cao, nhưng cái khó bó chặt những ước vọng vốn đã bé nhỏ. Ngày 26 tháng 3 năm 1995, Trần Lập, Trần Tuấn Hùng, Nguyễn Hoàng, từ ban nhạc sinh viên Đại học Xây dựng, họ khát khao được nói tiếng nói của thế hệ mình bằng âm nhạc. Họ xây nên bức tường. Điểm cho phần thi Hùng Biện. Nếu Đại học Xây dựng là cái nôi nuôi ước mơ, thì SV96 là nơi đưa họ bay xa hơn. Dù mùa đông vượt xa, đã rơi như giọt máu đỏ. Họ cho ra đời những album nhạc bằng phong cách không lẫn với ai. Họ chơi heavy metal, hard rock, power metal, alternative, rock ballad và cả rock chất liệu Việt. 25 năm, họ tự tạo ra những show rock đầu tiên, tour diễn xuyên Việt đầu tiên, những show diễn khổng lồ. Về điều quý giá nhất, tình yêu trọn vẹn của nhiều thế hệ. Được sống giống như hòn đá. Thứ bảy, ngày 12 tháng 11 2006, họ nếm trải những quyết định chia lìa khó khăn. Bên trong họ đang gào lên tiếng đau đớn. Bên ngoài sân khấu, khán giả ôm nhau khóc. Họ không muốn ra về. Tháng 10 năm 2010, họ đã trở lại vào đúng năm Hà Nội kỷ niệm 1.000 năm lịch sử thăng trầm của thành phố. Họ mạnh mẽ hơn và cũng lãng mạn hơn. Họ hát từ lúc đôi mươi cho đến khi tất cả là cha của những đứa con xinh đẹp. 25 năm, bức tường hát về tuổi trẻ, về đam mê, về tình yêu gia đình và tình yêu lứa đôi. Hát về lẽ sống ở đời, về tình nhân ái. Họ chia sẻ nỗi đau của những người từng lạc lối và cả ước mơ tươi sáng của cô gái hùng. Họ hát về ước mơ của tuổi 20, ước mơ khám phá. Hát về ước mơ của đất nước mình. Trên đất Việt. 25 năm họ đong đầy những trải nghiệm, có vinh quang, ồn ào, có êm ả và cả rất nhiều nước mắt. Rồi đốt cháy lên cho niềm kiêu hãnh. Họ hào phóng cho đi và khơi gợi những sẻ chia. Thế rồi một ngày kia họ phải hát cho số phận cuộc đời của người anh em mình. Ngày được đền đáp cũng là ngày số phận lại lấy đi tất cả. Tôi tin rằng là ở nơi rất là xa đó thì anh ấy hiện tại anh ấy đang mỉm cười và rất là kiêu hãnh. Anh ấy đã hứa. Họ cùng nhau làm tất cả cái lời hứa ấy. Lần cùng nhau đi trên con đường chưa ai đi, để rồi một ngày mọi người cùng họ hát vang tên con đường ấy. Đường đến những ngày bình quang không còn xa. 25 năm họ bắt đầu bằng ước mơ
cây đàn của riêng mình. 25 năm sau, họ muốn khai phá một con đường mới, con đường không tên. Chừng một ngày bạn lại gọi tên con đường ấy bên cạnh một cái tên không lẫn với ai. Bức tường